Xin chào anh em, xin chào anh em. Năm 2023, năm con mèo, xin chào anh em. Chúc mừng anh em một năm mới gọi là dồi dào về tiền bạc, vui vẻ về sức khỏe và đong đầy về tình yêu nhá. Rồi. Và cái lúc chương trình này phát sóng thì các bạn đã hết khuyến mại 10% rồi. Hết khuyến mại rồi. Xin chia buồn các bạn là không mua được cái 10% của hai con chúng mình. Nhưng mà bây giờ là qua Tết rồi, chúng mình có những khuyến mại khác cũng nói chung. Vẫn có giảm giá cho anh em, có không phải đâu. Khuyến mại Tết thì nó sẽ có khuyến mại năm mới đúng không? Con mèo nó phải có nhiều khuyến mại thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ mục đích chính của chương trình này là trả lời các câu hỏi của anh em nhá. Rồi, vẫn là 7 câu hỏi, vẫn 7 giờ vào 7 rưỡi vào thứ bảy hàng tuần. Chúng ta sẽ có chương trình có mang tên là đây hôm nay là PA24 này. Hôm nay câu hỏi đầu tiên của bạn. Là bạn hỏi dùng PG. Ok, bạn hỏi về chuyển cổng. Bạn ấy bảo là đổi HDMI sang DisplayPort. Nhưng mà nó vẫn gốc, nó vẫn là HDMI. Tức là bạn đổi bất cứ một cái gì sang nhau ấy thì nó sẽ về chuẩn ở cái thấp hơn. Tức là bạn chuyển HDMI sang DVI, nó sẽ về DVI. Thì nó vẫn chỉ là tín hiệu của HDMI được chuyển sang DVI thôi, chứ không phải là HDMI sang VGA, nó vẫn sẽ là về VGA. Đúng rồi. Và bây giờ HDMI DisplayPort sẽ về tín hiệu HDMI. Đúng rồi. Và có thể là có HDMI nó hơi kém. Đúng, đấy, tại vì nó là HDMI 1.4. 1.4 thì maximum như là 2K144 thôi. Và 6K, 4K60. Còn HDMI 2.0, đấy là 2.0. Còn 2.1 mới là được là 4K120 anh em ạ. Đấy. Rồi, anh em nói chung bây giờ anh em dùng khuyên dùng DisplayPort thì dễ. DisplayPort nó chuẩn, nó đơn giản lắm rồi. Dùng PC anh em cứ dùng DisplayPort cho mình nhá. 1.4. 1.4, đúng rồi, 1.4. 1.4 là xong là đủ hết rồi. Là kiểu gì cũng lên được 2K240 cứ kiểu luôn, chả vấn đề gì cả. Còn HDMI bây giờ nó có quá nhiều chuẩn rồi nên là nó hơi lỏng ngoỏng. Mà cả của Nvidia hình như vẫn chưa hỗ trợ 2.1, mà chỉ có cả AMD với cả của Intel thôi là hỗ trợ 2.1, tức là cắm vào mấy con 4K120 anh em ạ. Đấy. Nói chung điều nhất duy nhất của DisplayPort đó chính là độ dài dây nó ngắn, nó không dài như HDMI thôi. Nhưng mà anh em dùng máy tính thì anh em quan tâm thì độ dài là đúng rồi anh em, nên là DisplayPort đi. 50 cm là cùng, 50 cm là nhiều lắm rồi. Trừ những con màng gọi là cổ quá không có DisplayPort, nhưng bây giờ là có hết rồi, phải lo. Bây giờ mua cầu truyền thôi. Rồi, con màn 32 inch HKC à? Họ không ăn được VGA thì không ăn được VGA đâu. Mình ảo nhỉ? Em thấy ảo nhỉ? Em biết tại vì người ta dối tất cả vào gọi là tấm nền này, màn hình. Gọi là cái marketing 32 inch cho 42K, VGA nói chung là dối tất cả vào đấy rồi, nên là tính năng còn lại chẳng có gì cả. Có đèn LED cây đào này. Đèn LED cây đào không sáng, rất xấu này. Chúng ta có cái chân mà nó cũng không chỉnh được độ cao xuống lên xuống mà. Ủa rồi. Chân chỉ có nhai thôi, còn không. Ôi. Rồi hết vào một con 32 inch rồi. Thế thả mua con 34 inch mà em review hơn. Con bằng. Đấy có 7, con đấy có 75, còn con này thì không có. Và thực sự là các bạn mua màn ấy thì trừ trường hợp mà bàn các bạn không thể gắn được cái chân VGA thôi. Bàn không kẹp đấy. Còn không thì mình nghĩ là với mình mua một bất cứ một con màn nào mà thêm 400-500 một con chân đấy, cái arm là bỏ 1 triệu mua một con VGA cho nó cháy. Ừ thì nó rất là tiện lợi. Cho nó đẹp cả bàn ấy. Thứ nhất là nó là ngoại hình nhá. Thứ nhất là về vấn đề về điểm cộng về ngoại hình này. Thứ hai điểm cộng về tính tiện lợi này. Thì lên xuống dọc xoay này. Và cuối cùng là cái sự chống bàn nữa, tức là khoảng cách nữa để có thể vứt cái gì vứt được nhiều rác hơn. Chứ mấy con ví dụ như là mấy con chân của Samsung anh, nó chữ V to đúng này. Anh đây chân Alien Way này cứ thi đâu đấy, khổ đấy đấy, ừ. đấy là bạn mua bất cứ một cái màn gì thì mình khuyên các bạn là hãy mua một cái chân VGA, nó đắt hơn một tí thôi, mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà anh em ăn tiết kiệm chịu khó nhịn mấy bữa cơm rồi. Rồi tiếp theo một con màn nó mở màn giao hưởng. Con dao hua, màn dao hua, màn dao hua. Con đấy, mình nghĩ rằng mờ thì nó không mờ đâu. Chắc là bạn check xem cái độ phân giải của bạn bao nhiêu nhá. Vì con đấy là một con màn bóng. Em không biết là cái lớp phủ của nó là lớp bảo vệ bóng hay là nó là màn mờ xong rồi nó phủ bóng hay là nó tấm nền nó bóng thật. Nhưng mà con màn đấy em không thấy mờ đâu. Thì em review rồi, em nhìn thấy nó không mờ đâu. Thì bạn check xem nhá. Cái PPI của nó không, tại vì nó là Full HD trên 24 inch mà mờ gì. Tức là ý bạn ấy có thể là, tức là cái độ phân giải là một chuyện thôi, có thể là do cái vấn đề do độ tương phản của màn nó kém quá. Các bạn nhìn nó bị kiểu nó bị bệt VA, màu ấy. Đúng rồi, VA tại vì nó là tấm nền VA nữa, nên bạn check cho mình tăng đen tăng đủng lên nhá. Hoặc là bạn check xem driver cài màn hình của bạn đã được cài đầy đủ chưa. Thì nhiều khi mấy con không được cài driver nó hay bị để được độ phân giải thấp. Bạn Trần Đại Nghĩa, bạn hỏi là Crossfire. Nhưng mà có ai còn tựa game nào cũng chữ Crossfire treo vào ngắn gọn của anh là bây giờ đừng có chúng ta cả nếu bạn chơi game.
nếu mà các bạn làm việc thì dùng nhiều cả cũng được. Tại vì nó kết hợp các, tức là nó giống như kiểu nó phân luồng ấy, Blender nó phân luồng cho con này, con này, con này, con kia ấy thì còn được, nhưng mà chơi game thì thực sự cái delay giữa cái sẽ slide các thứ kiểu nó gọi là bây giờ các bạn tiền các bạn ép, các bạn crossfire SLI, các bạn thôi bán đi mua con mới cao hơn, đỉnh hơn nhiều. Đúng rồi đấy, nói chung là không nên nhá. Thà mua một con cạc xịn hẳn đi xong rồi dùng, còn thôi còn hơn là mua hai con cạc dở kết nối với nhau. Nhìn nó nguy hiểm hơn thôi, nhưng mà thằng chả là dùng gì cả. Em nhớ hồi trước AMD marketing là ví dụ hai con 580 của chúng tôi SLI gần bằng 1080. Nhưng mà có nhiều game hỗ trợ đâu. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn hỏi là ý năm game 13. Game 13 chắc có, nhưng mà nó chỉ có mấy con cao, cao chưa có con thấp, chưa có i3 đời thấp. Theo như em biết thì hình như là nó cũng chưa được công bố bởi bởi Intel. Công bố rồi, bây giờ công bố website, hình như em chưa thấy website. Để em search nó không có ra website đâu. Search toàn ra mấy các anh em Việt Nam bán hàng Trung Quốc nhập thôi. Nên là các bạn bản thân chúng mình chưa nhập, tại vì là chắc là Intel chưa kiểu có hàng chính hãng 100% cho chúng mình, nhưng mà hàng Trung Quốc thì có rồi. Nhưng mà chung là bây giờ các bạn vẫn mua 12.400, 12.600 nó vẫn khá là ngon. Còn lên hẳn 13.600K thì rất là ngon rồi. Và nếu mà anh em mua 13 i3 ấy thì theo như gần đây hardware unbox rồi có test ấy, thì hai con đấy bằng nhau, tức là i3 đời 12 và i3 đời 13 chả gì được cái số mới hơn, được số mới hơn, đúng rồi đấy. Rồi và câu hỏi tiếp theo, 13.600K Zonbo HX7280, cái này thì em cái con mà nó cái con đúng rồi, đúng rồi. Cái con mà nhìn trông to một lần mình lắp rồi đúng không, mình lắp là chim đúng không anh ạ, xong rồi lắp không vừa tại vì là RAM cao quá. Con đấy có 3 fan cơ. Con đấy thì theo như mình test ấy, với mode là 2 fan ấy, em test với con i9 13.000 hay 12.000 ấy thì nó cân được, nó bằng hiệu năng của NHD15, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà im lặng được quá. Cái đấy hiển nhiên rồi. Các bạn mua laptop, các bạn mua ngoài hiệu năng nó có thể là ngang hạ khăn, các bạn mua về sự im lặng, các bạn mua về cái độ hoàn thiện mà các bạn sờ các bạn sướng. Đúng rồi. Đấy, thì con đấy chắc chắn nó sẽ cân được 13.600K của bạn rồi, không có vấn đề gì đâu nhá. Cứ mua đi thoải mái, con đấy cũng giá khá là rẻ. Nhưng mà nếu mà mua ấy, thì mình sẽ khuyên bạn mua con AK620 hơn. Con đấy thì yên tĩnh hơn với cả mát hơn một chút nữa. Còn cuối cùng của này là các bạn hỏi về cái vấn đề là gì ạ? Đây, cả onboard. Cả onboard thì... mua cả onboard à? Chắc em mình dính cái vụ trên con máy mới ra XT ở studio. Buồn ghê, trời ơi. Cả onboard nó không xuất được 4K 60Hz. Đúng trên rồi. HDMI. Không hơn, tại vì con đấy là cả con bot 6 UHD 660 hay bao nhiêu ấy, 6 bao nhiêu ấy. Con đấy không xuất được 4K 60 trên HDMI, chỉ xuất được 4K 30 thôi. Và phải có deep report thì xuất được 4K 60. Nhưng mà con main thằng NZT không có deep report. Nên các bạn muốn dùng như các bạn bảo ấy, hãy mua cho mình con main nào nó có deep report là 1 hoặc là 2 nhất ấy. Thì các bạn mua một con cả, dùng dở về. Đúng rồi. Các bạn xuất. Đấy. Mua một con... 1050. 750 ti nữa. 750 ti. Nhưng mà 750 ti có deep report chưa nhỉ? Có rồi. Không có deep report cao chưa nhỉ? Hình như là cao rồi. Tầm đấy là vẫn là dùng một chút thành được. Nói trước anh test là cắm mỗi con 750 ti là cắm 3 con màn là cắm được. Đấy. Bạn cũng đang chơi những tỷ lệ màn khá dị, một con màn QHD rộng và một con màn HD siêu rộng. Nói chung là bạn ôi thường các bạn có thể nên mua một con main, nếu muốn như thế các bạn xuất con main còn deep report chứ xuất HDMI là không ra được đâu. Đúng rồi. Nên là các bạn phải đảm bảo là các bạn xuất hai màn thì có hai deep report, mà main có hai deep report thì ít main có hai HDMI thì mình thấy nhiều rồi, nhưng main có hai deep report thì chưa thấy đâu. Đấy nên là như bạn thì mình khuyên bạn là đừng cố đấm ăn xôi, hãy thêm phải bỏ mấy trăm nghìn mua thêm một con 750T và một con nó không cũ, các bạn cắm vào nó bét thế này chả thiếu gì cả. Đúng rồi. Đấy. Thế là đã hết kết thúc của Q&A số 24 đầu năm 2023. Chúc anh em có một cái Tết, có một năm mới an lành. Bye bye anh em.